Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh các chị về cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm, năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi các anh các chị. Một cái năm mà là bản lề để các anh các chị bước vào cái tuổi 61, năm tuổi của mình, năm Tân Sửu ở năm sau. Đây là một cái giai đoạn có thể là cái tiền đề cho mà cái giai đoạn khó khăn ở trong cái năm Tân Sửu sắp tới. Đầu tiên hết á, thì mình phải tổng hợp lại cái tử vi của cả năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị, để mà vận vào 6 tháng cuối năm cái vận hạn của nó sẽ ra sao. Tại vì do là cái đầu năm em không có thời gian đủ để mà ra cái clip mà về cái tử vi của năm Tân Sửu, cho nên em sẽ chia sẻ kỹ hơn một tí xíu dựa vào cái kiến thức tử vi mà người xưa để lại cho các anh các chị trong cái năm Canh Tý năm 2020 này. Đầu tiên hết á, thì phải nói rằng là các anh các chị là người mệnh thổ, thì gặp năm Canh Tý là một năm thổ, các anh các chị là âm thổ, còn năm Canh Tý năm 2020 là dương thổ, đại loại là thổ ban ngày và thổ ban đêm kiểu vậy đi ha. Cho nên là đây là một năm gọi là tương trợ, thổ gặp thổ mà chốt lại là chủ về một năm có ít sự thay đổi, ít sự khó khăn cho bộ mạng và sức khỏe của các anh các chị. Không tốt như là được tương sinh như người mệnh kim gặp năm thổ, nhưng cũng không xấu, đây là một điều tốt lành ha. Rồi xét như vậy là về tuổi, về mạng thì đầu thứ hai là sao thì không tốt cho lắm. Khi nam mạng thì có sao vân hớn, chủ về rối rắm và nạn tai, công việc làm ăn thì chỉ ở mức trung bình, thấp thôi, xấu. Còn nữ mạng thì lại dướng vào sao Lao, dễ sao này dễ ốm đau rối rắm. Nam mà nếu mà gặp sao La Hầu thì cực kỳ khó khăn, nhưng mà nữ mạng đây là một phá tinh có tính chất là đem lại ốm đau và rối rắm cho nữ, chứ nó không như là nam, mà khi mà gặp nam gặp sao La Hầu thì tai nạn, bệnh nạn, công danh sự nghiệp gì đó làm láo, nhưng mà đối với nữ thì nó nặng về bộ mặt và sức khỏe nhiều hơn, ốm đau và rối rắm. Rồi như vậy thì tính ra là nam hay nữ thì cũng đều là những cái phá tinh. Tuy nhiên là nam là sao vân hớn là một cái phá tinh hành hỏa, như vậy là gặp người mệnh thổ là tương sinh hỏa sinh thổ, cho nên là cái dù là có mang cái sao vân hớn nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đỡ đần hơn là người Tân Sửu ở trong cái năm Canh Tý năm 2020 này ha. Rồi còn hạn á, thì đối với nam mạng là hạn thiên lang, đem đến tinh thần bất an lo lắng, nhiều cái điều buồn phiền ở trong đầu của mình. Còn nữ mạng thì dưới hạn diêm vương, cẩn thận bệnh đường máu huyết, thậm chí là có nạn ở những tháng xung. Rồi vận niên là một vận niên xấu, vì vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa bị trúng thương, một năm có vẻ là xịt đuổi, làm ăn không có tốt đẹp cả nam lẫn nữ mạng. Thiên can tân canh thì bình hòa thuận thành, không có vấn đề về xung khắc, đặc biệt cả tân lẫn canh thì đều là kim, cho nên là ok, không có vấn đề gì về mặt thiên can. Địa chi Sửu gặp Tý, đây là cặp địa chi nhị hợp hoặc là lục hợp ở trong cái lục thập hoa giáp. Như vậy thì gia đạo tình cảm sẽ có nhiều thuận lợi, và thậm chí là khi mà có địa chi lục hợp thì dễ có quý nhân giúp đỡ nếu thật sự rơi vào chuyện bế tắc, nhờ vả người quý nhân thì chắc là cũng sẽ ok, không có vấn đề gì. Đó là nhìn chung cái tử vi cả năm của cái người Tân Sửu đối với năm Canh Tý năm 2020. Bên cạnh cái sự tích cực có được địa chi là được lục hợp, thì còn lại thì khá là khó khăn. Có địa chi lục hợp này, bổn mạng thì là đồng hàng hòa thổ, còn lại sao không tốt nè, hạn không tốt nè, vận niên không tốt, rõ ràng đó là những cái sao hạn vận niên không có được ok lắm, thì dễ đem đến cái sự khó khăn ở trong công việc, dù là ở trong năm lục hợp Tý gặp Sửu ha. Rồi
Tiếp đến thì mình sẽ vận vào cái vận trình của 6 tháng cuối năm, xét về mặt tử vi nó sẽ ra sao. Thì tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của cái năm Canh Tý năm 2020 thì là bắt đầu của vận 6 tháng cuối năm, là một tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân là một tháng Thủy. Như vậy thì người mệnh Thổ gặp tháng Thủy là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng bệnh nặng nhẹ. Nữ mạng đặc biệt là dưỡng sao La Hầu thì tháng này sức khỏe chắc là không được ổn lắm đâu, cẩn thận. Thiên can Tân Giáp thì công xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, có thể là công việc không quá rối rắm, không quá rầy rà, vì nhiều thứ ở trong tháng 7 sẽ bị dừng lại, không có làm việc gì đâu, cứ êm đềm mà trôi, nhưng mà cũng không có thuận lợi đâu, cũng đừng có quá lo lắng ha. Rồi, địa chi Thân Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của cái tháng 7 sẽ không có vấn đề đối với các anh các chị. Như vậy các anh các chị ở trong cái tháng 7, tháng cô hồn đối với người Phật giáo, chị sẽ phải cẩn thận về bổn mạng và sức khỏe của mình một chút khi là bổn mạng tháng ha. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Canh Tý năm 2020. Thì tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng Thủy. Như vậy không khác gì với tháng 7, khi bổn mệnh là Thổ khắc Thủy, bổn mạng khắc Thác, bổn mạng và sức khỏe không được tốt, cẩn trọng những cái bệnh nặng nhẹ. Rồi, thiên can Tân của Tân Sửu sẽ khắc chữ Ất, của Ất Dậu. Thiên can khắc Thác, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao về tài lộc. Nghe nói tháng Dậu tưởng tỵ Dậu Sửu là tam hợp tháng là thấy ngon, nhưng thực chất ra tháng 8 này chưa chắc là ngon đối với cái người Tân Sửu, đặc biệt là với các chị nữ, đúng không? Địa chi Sửu Dậu thì thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, chỉ chủ vào cái công việc về gia đạo tình cảm thôi, chứ còn mà về công việc tài lộc và các cái chuyện về mua bán làm ăn thì không có ổn lắm đâu. Tuy là chữ Tân các chữ Ất là có cái việc rối rắm rầy rà, thì tổng kết thì các anh các chị vẫn có thể giải quyết được, nhưng lại bị thêm cái bổn mạng Thổ khắc Thủy nữa thì chưa chắc là tốt đẹp đâu. Các anh các chị thì đều có những cái sao chủ của năm xấu, đặc biệt là nữ mạng với La Hầu, cho nên là cẩn thận không phải thừa ở trong cái tháng tam hợp, tháng 8 âm lịch, tháng Ất Dậu đâu ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 âm lịch là tháng Thổ, tháng Bính Tuất. Như vậy thì cũng giống như năm, nó đồng hàng Thổ với bổn mạng, và như vậy thì bổn mạng và sức khỏe của người Tân Sửu, dù là nữ mạng có sao La Hầu, cũng không quá lo lắng ở trong cái tháng 9 này. Địa chi chữ Bính của Bính Tuất là hợp với chữ Tân, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc tài lộc dễ hanh thông. Qua tháng 8 có nhiều khó khăn thì tháng 9 ổn hơn ha, có vẻ là ổn. Nhưng mà ngược lại với tháng 8, khi có tam hợp về gia đạo tình cảm tốt đẹp thì tháng 9 không được suôn sẻ như vậy, khi là Tuất và Sửu thuộc nhóm Thìn Tuất Sửu, thuộc sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, có sách viết là tự hình, có sách viết là lục xung, nhưng mà biết chắc rằng nó xung. Nếu mà có sách viết về tự hình thì ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu, nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung, cho nên gia đạo tình cảm chắc chắn là sẽ không tốt đẹp, có nhiều xung khắc. Chú ý lời ăn tiếng nói, đặc biệt với nữ khi có sao La Hầu là sao chủ. Nam mạng thì sao Văn Hớn thì nó là một hành hỏa, nó sẽ không có nặng về cái phần thị phi tai tiếng, nhưng mà nữ mạng sao La Hầu thì rất là dễ dính thị phi tai tiếng, nhớ cẩn thận ở trong tháng 9 này. Có vẻ là không phải tháng xung ha, không phải năm xung, có lục hợp với địa chi, nhưng mà thấy 3 tháng rồi không thấy tháng nào tốt hết hoàn toàn, tháng nào cũng có những cái rắc rối, mà rắc rối lớn đấy, chứ không phải nhỏ. Đúng như những gì mà sách viết dự báo là vào năm tuổi thì nó thường nó đi xuống như vậy, nhưng mà trước năm tuổi thì nó phải có những trục trặc, rồi tới năm tuổi nó mới bung ra, đúng không? Đó là những gì mà em quan sát thấy theo cái vận hạn mới 3 tháng cuối của năm Canh Tý năm 2020.
Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi. Như vậy tháng Đinh Hợi chắc chắn là tháng Thổ nữa. Xét về trụ mạng là tiếp tục Thổ đồng hành của tháng, đồng hành của năm. Bộ mạng và sức khỏe không phải vấn đề lớn đối với người Tân Sửu sinh năm 1961. Tuy nhiên thiên can chữ Đinh của Đinh Hợi và chữ Tân là Đinh khắc Tân, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng pháp luật đối với nam lẫn nữ mạng chứ không phải riêng nữ, vì sao có lao hầu không. Như vậy thì đây là tháng có thiên can xấu nhất trong 6 tháng cuối năm. Nhưng mà tháng 9 thì cũng không có ngon lành hơn. Địa chi Hợi Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của tháng 10 sẽ tốt đẹp hơn tháng 9 một tí xíu. Tuy nhiên là cái trụ về công việc trụ thiên can thì nặng nề hơn. Như vậy tháng 9 tháng 10 đối với người Tân Sửu thì cũng tháng 10 tệ hơn tháng 9, nhưng mà cũng không tốt đẹp gì đâu. Nhớ cẩn thận. Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Mà tháng 11 của năm Canh Tý là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý thì thuộc hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa sinh thổ. Bản mệnh được tương sinh, bổn mạng tốt, sức khỏe tốt. Khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh tài tinh được hưởng lợi và phát huy cái tác dụng tối đa của mình. Hy vọng nó sẽ phần nào đẩy lùi cái sự khó khăn do hai cái sao chủ là Vân Hớn và La Hầu chiếu mệnh của các anh các chị. Thiên can chữ Mậu chữ Canh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu thì thuộc thổ mà Canh thì thuộc kim, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Đây là tháng có dễ sinh tài lộc nhưng không lớn, đừng có mong cầu gì. Rồi địa chi là Tý Sửu là thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc dễ gặp quý nhân phù trợ giúp đỡ. Thì hầu như đã nói rồi từ đầu rồi, tháng Tý năm Tý mình tuổi Sửu là lục hợp tháng, lục hợp năm, ok, ổn về gia đạo tình cảm, tốt hơn. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này là tháng trở mình để mà qua cái vào cái vận mà gọi là tuổi 61 của các anh các chị. Tháng này là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì khi hỏa sinh thổ, bổn mạng và sức khỏe của các anh các chị cũng vẫn không phải là vấn đề chính. Thiên can Kỷ Tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu Kỷ thì thuộc thổ, Canh Tân thì thuộc kim, cho nên đây là thiên can tương, nạp âm của anh của thiên can là tương sinh. Như vậy cũng giống như tháng 11, đây là tháng dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, hoặc là các anh các chị đi lấy nợ về thôi chứ còn không có được phải là tiền của mình làm ra. Địa chi thì lại không tốt đẹp cho lắm. Khi người tuổi Sửu gặp tháng Sửu, đặc biệt là tháng Sửu hỏa, dễ có rầy rà rối rắm trong chuyện gia đạo tình cảm, hoặc là buồn phiền trong các những cái mối quan hệ làm ăn. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà nguyên một năm nay có thiên vận xấu, các anh các chị có những cái tháng ở trong vận trình của 6 tháng cuối năm cũng xấu luôn, thì biết đâu là tháng này đi đòi nợ không được thì buồn phiền với những người đối tác làm ăn là chuyện không có thể tránh khỏi, đúng không? Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 một vài cái ý kiến về tử vi phong thủy vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020. Bên cạnh những điều cực kỳ khó khăn ở tháng 9 và tháng 10 thì cũng còn đó những cái mặt tích cực, đặc biệt là về cái bổn mạng và sức khỏe. Khi mà khá nhiều tháng là tương hợp, đồng hành và tương sinh đối với các tuổi của anh các chị. Hy vọng rằng là những cái kiến thức em vừa chia sẻ sẽ là một cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết và ứng dụng vào cuộc sống, biết cương biết nhu ra sao để có một năm tam tai năm giữa được thuận lợi, mà lấy sức, tinh thần để đối phó với tam tai năm cuối, cũng là năm tuổi, năm trực thái tuế với sao hạn nhiều cái điều không thuận lợi hơn ở trong năm nay. Rất vui và được các anh chị đón xem những cái video mình chia sẻ. Các anh các chị xem video thấy hay
Xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tân Sửu khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh, các chị hoặc con cháu, người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh, các chị cũng như mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.